Chào các em học sinh lớp 7. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn tiếp phần đại số. Trước khi vào bài mới, cô kiểm tra bài cũ. Câu A: giá trị tuyệt đối của một số nguyên A là gì? Tìm cho cô giá trị tuyệt đối của số 15, giá trị tuyệt đối của -3, giá trị tuyệt đối của số 0. Câu B: tìm x, biết giá trị tuyệt đối của x bằng 2. Trong chương trình lớp 6, chúng ta đã biết được giá trị tuyệt đối của một số nguyên A chính là khoảng cách từ điểm A đến điểm 0 trên trục số. Vậy, giá trị tuyệt đối của số 15 thì bằng 15, giá trị tuyệt đối của số -3 thì bằng 3, còn giá trị tuyệt đối của số 0 thì bằng 0. Câu B: giá trị tuyệt đối của x bằng 2 thì chúng ta suy ra được x có hai trường hợp, dương 2 hoặc là -2. Tương tự như giá trị tuyệt đối của số nguyên A, chúng ta sẽ có giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ. Và bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học. Rồi, các bạn ghi cho cô bài mới ngày hôm nay, đó là bài 4: giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng trừ nhân chia số thập phân. Phần thứ nhất là giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Khái niệm: giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x, người ta ký hiệu chữ x ở trong hai cái dấu gạch ngang, dấu gạch thẳng đứng, chính là khoảng cách từ điểm x tới điểm 0 trên trục số. Rồi, áp dụng khái niệm làm cho cô chấm hỏi 1. Điền vào chỗ trống. Câu A: nếu x bằng 3,5 thì giá trị tuyệt đối của x bằng chấm chấm chấm. Câu B: nếu x bằng -4/7 thì giá trị tuyệt đối của x bằng chấm chấm chấm. Câu B là trường hợp tổng quát, có 3 trường hợp. Nếu x lớn hơn 0 thì giá trị tuyệt đối của x bằng chấm chấm chấm. Nếu x bằng 0 thì giá trị tuyệt đối của x bằng chấm chấm chấm. Trường hợp 3, nếu x nhỏ hơn 0 thì giá trị tuyệt đối x bằng chấm chấm chấm. Vậy câu A: giá trị tuyệt đối của 3,5 chúng ta tìm ra bằng 3,5. Giá trị tuyệt đối của -4/7 chính là bằng 4/7. Còn trường hợp tổng quát, nếu x lớn hơn 0 thì giá trị tuyệt đối của x bằng chính nó là x. Còn giá trị tuyệt đối của nếu x bằng 0, trường hợp đặc biệt thì giá trị tuyệt đối của x bằng 0. Còn nếu x nhỏ hơn 0 thì giá trị tuyệt đối của x sẽ bằng số đối của nó là -x. Qua chấm hỏi 1, chúng ta sẽ có một phần nội dung ghi nhớ cho cô. Giá trị tuyệt đối của x nó sẽ có hai trường hợp xảy ra: bằng chính nó nếu x lớn hơn hoặc bằng 0, và bằng số đối của nó nếu x nhỏ hơn 0. Rồi, chúng ta có một nhận xét xong. Với mọi số hữu tỉ x, ta luôn có giá trị tuyệt đối của x thì luôn luôn lớn bằng 0. Giá trị tuyệt đối của x thì bằng với giá trị tuyệt đối của -x. Giá trị tuyệt đối của x thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng chính nó. Tiếp tục, chúng ta sẽ sang phần thứ hai là cộng trừ nhân chia số thập phân. Để cộng trừ nhân chia các số thập phân thì ta có thể viết chúng dưới dạng phân số thập phân, rồi làm theo quy tắc phép tính đã biết về phân số. Hoặc là chúng ta có thể, trong thực hành chúng ta có thể áp dụng quy tắc cộng trừ nhân chia số nguyên để chúng ta tính cho nó nhanh. Và chú ý cho cô, khi chia số thập phân x cho số thập phân y thì chúng ta sẽ chú ý dấu cho cô. Nếu x, y cùng dấu thì thường chúng ta sẽ mang dấu dương. Nếu x, y khác dấu thì thường kết quả chúng ta mang dấu âm. Áp dụng làm cho cô chấm hỏi 3. Thực hiện phép tính. Câu A là phép tính cộng hai số thập phân -3,116 cộng với 0,263. Câu B là phép tính nhân -3,7 nhân với -2,16. Vì số thập phân của chúng ta lẻ rất là nhiều và chúng ta sẽ
Trong thực hành chúng ta sẽ áp dụng quy tắc cộng trừ số nguyên, chúng ta không đổi ra phân số. Vậy câu A chúng ta cộng hai số thập phân thì chúng ta làm theo quy tắc giống như cộng hai số nguyên, khác dấu, lấy số có giá trị lớn trừ đi số có giá trị nhỏ hơn và đặt trước kết quả dấu của số lớn hơn, rồi chúng ta trừ bình thường. Nguyên hai số thập phân đã được học ở dưới tiểu học. Câu B chúng ta cũng thực hành nhân ở ngoài nháp như hai số thập phân đã được học ở tiểu học và kết quả của chúng ta sẽ mang kết quả là dấu dương cho cô. Rồi, làm cho cô bài tập số 17 trong sách giáo khoa tìm x biết. Câu A, giá trị tuyệt đối của x bằng 1/5. Câu B là giá trị tuyệt đối của x bằng 0,37. Câu C là giá trị tuyệt đối của x bằng 0. Câu D là giá trị tuyệt đối của x bằng hỗn số 1/2/3. Bài này chúng ta chỉ việc tìm được x thôi. Nếu giá trị tuyệt đối của x bằng 1/5 thì chúng ta sẽ tìm được x có hai trường hợp, dương 1/5 hoặc là âm 1/5. Đó, chúng ta viết tắt cộng trừ 1/5. Tương tự như vậy, câu B, x, giá trị của x là số thập phân 0,7 thì chúng ta sẽ tìm ra được x có hai trường hợp, cộng trừ 0,37. Câu C là trường hợp đặc biệt, giá trị của x bằng 0 thì chúng ta chỉ tìm được x bằng 0, một trường hợp. Câu D tương tự, ta cũng có giá trị của x bằng hỗn số 1/2/3 thì suy ra x chúng ta cũng có hai trường hợp, dương hoặc âm hỗn số 1/2/3. Bài tập 18 chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng trừ nhân chia số thập phân. Rồi, câu A chúng ta làm theo quy tắc giống như là trừ 2 số nguyên. Phép trừ này chính là cộng với số đối của số trừ, vậy số đối của số trừ cũng là số âm. Vậy trở về là cộng hai số âm, chúng ta cộng hai giá trị lại đặt trước kết quả là số âm trước kết quả. Câu B là cộng hai số khác dấu các bạn. Chúng ta sẽ lấy số có giá trị lớn hơn trừ đi ra số có giá trị nhỏ hơn và mang kết quả là dấu của số lớn hơn. Câu C, nhân hai số thập phân âm thì kết quả chúng ta là bằng dương. Câu D, một số âm chia cho một số dương thì kết quả của chúng ta là số âm. Chúng ta chia bình thường ở ngoài nháp rồi chúng ta viết kết quả vào. Các em có thể sử dụng máy tính để chúng ta kiểm tra lại kết quả. Bài tập 19. Hai bạn Hùng và Liên tính tổng S bằng âm 2,3 cộng với dương 41,5 cộng với âm 0,7 cộng với âm 1,5 như sau. Đây bài làm của bạn Hùng. Bên đây là bài làm của bạn Liên. Vậy nhìn vào hai cách làm của hai bạn, các bạn hãy giải thích cách làm của mỗi bạn. Nhìn vào cách làm của bạn Hùng thì ta thấy bạn Hùng đã kết hợp 3 số hữu tỉ âm, 3 số thập phân âm vào một ngoặc vuông. Rồi sau đó bạn thực hiện phép tính cộng. Còn bài của bạn Liên thì bạn sẽ kết hợp hai số thập phân mà có thể làm tròn được hàng đơn vị, hàng thập phân. Rồi sau đó các bạn mới cộng. Vậy theo em chúng ta nên làm cách nào? Để cho nhanh thì chúng ta sẽ làm cách làm của bạn Liên hợp lý hơn. Còn cách làm của bạn Hùng cũng được. Nhưng mà khi mà trường hợp có số thập phân nó có số lẻ rất là nhiều, mà chúng ta cộng cái này thì ra số lẻ rất là nhiều, khó mà tính nhanh được. Vậy chúng ta nên làm cách làm của bạn Liên.
Còn bài tập về nhà các bạn làm cho cô bài 20, 21, 22, 24, 25 trong sách giáo khoa trang 15, 16. Bài 23 là giảm tải các bạn không phải làm.